Quý vị và các bạn thân mến, ngày xưa có một tiều phu khỏe mạnh đến tìm gặp ông chủ xưởng gỗ để tìm việc làm, và anh ta đã được nhận vào làm một công việc phù hợp với khả năng, đó là đốn gỗ. Điều kiện làm việc rất tốt và tiền lương được trả rất cao. Chính vì lý do đó mà người tiều phu đã làm việc siêng năng, hết sức mình. Ông chủ đưa cho người tiều phu một cái rìu và chỉ cho anh nơi để đốn gỗ. Ngày đầu tiên, người tiều phu mang về 18 cây gỗ. Thật tuyệt vời, anh tiếp tục như thế, ông chủ khích lệ. Nghe những lời khuyến khích của ông chủ, người tiều phu gắng sức làm việc trong ngày tiếp theo, nhưng anh ta chỉ mang về có 15 cây gỗ. Ngày thứ ba, anh ta cũng cố gắng làm việc hơn nữa, nhưng cũng chỉ mang về được 10 cây gỗ. Những ngày tiếp theo, số cây gỗ anh mang về ngày càng ít hơn. Và vì thế, người tiều phu suy nghĩ, chắc là mình đã đánh mất sức mạnh của mình. Anh ta tìm đến gặp ông chủ để nói lời xin lỗi và giải thích rằng anh ta không hiểu được tại sao lại như thế. Và ông chủ chỉ hỏi, lần cuối cùng anh mài cái rìu của anh là vào khi nào? Anh tiều phu trả lời, mài rìu ư? Tôi không có thời gian để mài nó. Tôi đã rất bận trong việc gắng sức đốn cây mà không nghĩ tới việc mài nó. Quý vị và các bạn thân mến, cũng giống như người tiều phu kia, lắm lúc chúng ta cũng mãi mê lo toan, chăm chút cho những điều đối với chúng ta xem ra là quan trọng. Đó có thể là những công việc của hiện tại, những dự tính của tương lai, hay là những bộn bề của cuộc sống, để rồi chúng ta lãng quên đi cùng đích và ý nghĩa của cuộc đời mình. Quả thật, cuộc sống con người không chỉ dừng lại ở những hoạt động thể chất và sự thăng tiến tinh thần, nhưng còn cần phải bồi dưỡng cả về mặt tâm linh nữa. Vì thế, Chúa Giêsu đã mời gọi ta, hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi đôi chút. Đến nơi vắng vẻ, đến với Chúa để trò chuyện và tâm sự với Người, chắc chắn chúng ta sẽ có được những động lực mới để sống cách dồi dào và phong phú. Nhờ thế, cuộc đời của chúng ta sẽ trở nên ý nghĩa hơn. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con nhận thức được những gì là quan trọng nhất cho cuộc đời của mình. Xin đừng để chúng con vì quá mải mê với những công việc hoạt động mà quên đi những giây phút cầu nguyện để thắt chặt mối thân tình giữa chúng con với Chúa. Và lạy Chúa, xin cho chúng con luôn cảm nghiệm được rằng Chúa chính là nguồn vui và là nguồn sống đích thực của chúng con. Amen.